Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em phân biệt cái cụm Domino Reel và Domino Fake anh em ha. Thì mình cũng đang sẵn tiện câu cụm cho Raider đây. Mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái thao tác mà câu cơ bản luôn. Thì đây mình có trên tay cái cụm này là Domino Fake anh em ha. Thì về cấu tạo của Domino Fake thì nó cũng đầy đủ chức năng như hàng xịn, nhưng mà giá của nó thì cực kỳ rẻ, chỉ khoảng vài trăm ngàn đổ lại thôi. Thì như xưa giờ anh em vẫn nghe cái câu thấm thía là tiền nào của đó. Thì cái cụm này á, được anh chủ xe câu theo một cái cách mà gọi là nhìn không ra cái gì luôn. Đây. Và cuối cùng phải tháo ra để mà mình về zin lại, cháy hết mạch led đèn luôn. Chỉ vì câu vớ vẩn cái cụm này. Câu xong banh luôn cái đèn anh em ha. Dây nhợ. Đó, cái này cụm fake anh em ha. Thì khi mà cái cụm fake này á, thì đầu tiên mà anh em nhìn thấy á, là cái chất lượng hoàn thiện á, cực kỳ kém luôn. Kể cả những cái màu sắc anh em ha. Nút bấm cũng vậy, cảm giác nút bấm rất tệ. Anh em chưa xài nó đã banh hết màu rồi ha. Đó. Trong này dây điện cũng vậy, dây điện cũng rất là dở anh em ha. Chứ là mình phải cắt cái dây điện anh em coi dây điện nó tệ cỡ nào. Đó, cái này là cụm fake, còn cụm reel. Cụm reel bình thường nó sẽ full box như vậy anh em ha. Có đầy đủ thông tin mã số trên này. Đó. Đây là một cái cụm Domino reel. Rồi. Mình có tháo sẵn một cụm mà mình đang câu cho sẵn cho khách anh em ha. Thì khi mà anh em câu cụm Domino á thì lưu ý trong này nó có 3 sợi dây nguồn anh em ha. Đây, nó là 3 sợi dây nguồn. Thì nó sẽ gộp lại thành một và nó đi lên trên cụm, tại vì ngày xưa mà xe đời cũ xài xăng cơ mà thì nó sẽ gộp 3 cái thành một. Nên anh em lưu ý vấn đề đó ha. À rồi, cụm reel anh em ha. Cụm reel thì anh em coi nút này ha. Đây anh em có thể so sánh hai cái nút này. Một cái màu mà tái nhợt nhạt, một cái là cái màu chuẩn anh em ha. Kể cả những cái chi tiết trên cái cụm cũng vậy, cái nhựa cũng vậy anh em ha. À, cái nút này thì nó sáng bóng này. Còn cái nút này thì nhìn nó ố rồi, mới chưa xài được bao nhiêu lâu mà nó ố rồi anh em ha. Rồi, sợi dây điện. Dây điện thì đây, hai sợi dây. Sợi dây này thì nó làm bằng một cái nhựa rất là mềm, rất là nhũn anh em ha. Còn cái này làm cực kỳ chắc chắn. Rồi. Đó là cái phần ngoài. Rồi giờ mình coi cái phần ở phía trong anh em ha. Phía trong của cụm reel trước đi. Cho anh một cái tua vít. Rồi, cái ốc cùng reel này thì nó cũng xài hai con ốc rất là chuẩn đó nha, chứ không phải xài như ba cái ốc chợ đâu. Và đặc biệt cái cùng reel anh em xài nó khó rỉ lắm. Còn mấy cùng fake là anh em xài một thời gian là bắt đầu nó rỉ tùm lum ở trong cùng này. Chứ này mình coi cái cùng kia nó có bị rỉ không ha. Cái cùng fake kia nó bị rỉ không. Đây, đây còn một cụm Honeywell Fake nữa. Cái này mình sẽ mổ xẻ thôi cho anh em coi. Đây anh em, đây ốc hãng này. Ốc zin của hãng này. Đó. Còn đây là ốc của Honeywell Fake với cụm Domino Fake thì ốc nó như nhau. Nó xài cái cơ chế mà ốc xoắn ngoài chợ mấy ngàn một con này anh em thấy không? Ốc xoắn này này. Đó, ốc lởm. Rồi, đây là phía trong cái cụm reel anh em ha. Đây, mổ cụm reel ra này. Rồi, mình mổ cụm fake ra. Đây. Hai cái hệ thống dây điện anh em thấy chưa? Rồi, không có gì là đặc biệt anh em ha. Đây, cái nút trên này á thì của thằng Domino Reel á thì nó xài nó mã đồng anh em thấy không? Chỗ công tắc còi có một cái lò xo á thì người ta có mã đồng để chống rỉ anh em thấy không? Thì cái cơ chế này anh em bóp á, như cái xe của mình là đi là 5 năm rồi đó, cái cùng 5 năm rồi đó, cái nút đè nút tắt mở máy không bao giờ bị gì. Là bởi vì nhờ cơ chế này anh em ha. Cái không bao giờ rỉ. Còn đây cũng fake. Anh em thấy không? Cũng phải chưa gì đã rỉ bấy bá trong này, thấy chưa? Rỉ tè le luôn. Rồi, đây là cái nắp đậy, mở nắp đậy ra. Phía trong này á thì cái cụm fake nó xài một cái nút, anh em nhìn cũng thấy rồi đó này. Rất chi là tệ, cực kỳ tệ luôn. Đó, nút này cũng làm bằng sắt luôn, cũng rỉ từ lưa luôn. Và cái này cũng vậy, làm một nút cái nhựa dởm lắm. Rồi, mở bên này coi có cái gì. Đây, cái nút còi này anh em ha, nhìn thôi, chán đời luôn, dây điện này. Phía dưới này là nút xi nhan, nút xi nhan vậy bấm nó không có cảm giác bấm anh em ha. Thì nói chung đúng cái câu mà tiền nào của đó mà. Rồi, giờ mình sẽ khui cùng reel cho anh em coi, cái này là cùng chính hãng. Bên trọng tín shop thì đặc biệt không có bán đồ fake nha. Anh em mà mua đồ fake thì vui lòng liên hệ chỗ khác nhé, đừng hỏi mình đồ fake.
sau khi mà mình làm xong cái cụm này mà anh em nào thích á thì mình tặng luôn. Thì anh em muốn tặng thì bằng cách anh em comment một cái gì vui vẻ ở phía dưới và nhắn hai số điện thoại anh em ha. Thì sang ngày mai á mà trùng với giải đại chính nào á, giải đặc biệt á, hai số cuối đặc biệt đi. À thôi, hai số cuối giải 8 đi. Ông nào mà trùng hai số cuối giải 8 mà ok á thì mình sẽ gửi tặng trong đó luôn. Đây anh em ha, dây điện này, cụm này. Rồi cùng bên này luôn, mình cùng moi cho anh em coi luôn. Đây, anh em có thể so sánh cái bộ đồ lòng của cùng reel này ha. Cái nút công tắc của người ta này anh em thấy không? Cái cơ chế này. Chuẩn không? Đó, rồi, cùng fake. Hai nút này. Nhìn nó khác nhau một trời một vực luôn á. Anh em thấy không? Nút còi. Nút còi của hai cái anh em thấy không? Te tua. Rồi. Rồi còn cái dây điện thì sao? Bây giờ mình sẽ cắt thử một cái sợi dây điện của cùng fake cho anh em coi là cái lõi bên trong nó như thế nào nhé. Cắt lại một sợi đây đi. Đây, cắt một cái lõi của cái cùm fake để coi cái sợi dây điện nó như thế nào ha. Tuốt ra. Đây, cái lõi của sợi dây fake này nó cũng khá là dày anh em ha. Mình đánh giá là cũng ok đó. Rồi, còn cái này là cái lõi của dây hàng chính hãng này. Mình sẽ tuốt một cọng ra đi. Đây nha. Đồng của nó sáng bóng ha. Đồng chất lượng cao. Chứ không phải làm như của con này. Của con này là đi một thời gian nó sẽ mục anh em ha. Đây, một cái reel, một cái fake, hai cái mẫu màu khác nhau nha ha. Rồi. Thì anh em mà ra ngoài mua cùng reel á, chỉ cần nhìn sơ về ngoại hình thôi là anh em đã biết được là cái nào là hàng reel, cái nào hàng fake rồi anh em ha. Chỉ cần nhìn sơ về ngoại hình thôi. Đó. Nghe thấy không? Rồi về nguyên tắc mà câu dây á thì rất là đơn giản. Ví dụ như anh em thấy cái này nút còi không? Nút còi. Thì nút còi nó sẽ có hai dây. Thì chắc chắn hai dây thì một dây là dây điện vào và một dây á là sẽ là dây điện ra, anh em hiểu không? Một dây điện vào, một dây điện ra. Thì khi mà anh em mà kết nối với cái đồng hồ điện chẳng hạn, cái đồng hồ này đi ha. Đây, khi mà anh em kết nối đồng hồ á thì nó sẽ kêu, anh nghe tiếng nghe cái đồng hồ kêu không? Đó, thì cái này cũng vậy. Khi giống kiểu mình muốn tìm dây á, là thằng này là một thằng dây nâu, một thằng dây xanh lá, anh em thấy không? Thì mình muốn biết dây còi là dây nào thì mình cũng lên trên này mình tìm. Đó. Nếu mà mình biết trước màu dây rồi á, thì mình chỉ cần chọn đúng một cái dây mà mình biết trước rồi. Mình bấm nút còi, anh em ha. Mình bấm nút còi và mình chọn cái dây còn lại. Mình sẽ chọn khi nào mà nó kêu, cái tín hiệu nó kêu lên á, là chứng tỏ nó đã thông mạch. Thông mạch là sao? Thông mạch là khi mà hai cái đầu dây nó chạm với nhau anh em ha. Cái đó người ta gọi là thông mạch. Đó. Đồng hồ sẽ kêu. Đó, thì anh em lấy hai cái dây, một cái dây... dây này tại vì cơ bản nó thằng này như nãy mình nói nó là ba sợi nhưng mà mình tách ra thì anh em chỉ cần lấy hai sợi, một sợi của còi và một sợi còn lại thôi, đấu vô cái dây điện thường là xong, đơn giản là vậy. Rồi anh em còn thắc mắc cái gì mà ở cái cùm reel và cùm fake này thì cứ comment bên dưới ha. Đây, hai cùm cho anh em coi luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần tiếp theo ha. Mình sẽ mổ một số thứ mà cao cấp hơn đi. Rồi xin chào anh em.